khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ có tới 3 bãi trông giữ xe với diện tích lớn từ vài trăm đến cả ngàn mét vuông. Có rất nhiều phương tiện được để tràn lan tại đây, xe máy, ô tô từ 4 đến 45 chỗ ngồi và thậm chí có cả xe chở hàng. Không ai cấp giấy phép được, vì đất của dự án thì không một ai cấp giấy phép, và cái nhu cầu của tòa nhà người ta cần, người ta gửi, tôi không phải là bắt buộc. Còn đây là bãi trông xe cạnh tòa nhà C, chung cư Vinaconex 2. Đất dự án bị biến thành gara ô tô và điểm trông giữ phương tiện. Điều đáng nói là ở tất cả các bãi trông xe này không hề có một thiết bị phòng cháy chữa cháy nào. Khi được hỏi về giấy phép hoạt động thì bảo vệ ở đây ậm ừ né tránh việc trả lời. Lỗi em, nói cho họ đuổi việc đấy. Còn đối với người dân, họ buộc phải gửi ở những bãi xe như này cho dù biết không an toàn và đắt. Thế nhưng chung cư không có bãi đỗ và họ chỉ tặc lưỡi miễn có chỗ đỗ xe của mình. Theo phản ánh của người dân trong khu vực, những bãi xe là không phép, kể cả chính quyền địa phương cũng thừa nhận là sai phép và đã xử phạt nhiều lần. Mặc dù là phạt có những tháng phạt tới một lần, hai lần, và những cái điểm trông giữ xe này thì vẫn cố tình vi phạm, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái báo cáo với các cấp có thẩm quyền để đề xuất những cái hướng và mức phạt nó sẽ cao hơn và đủ sức răn đe đối với những tổ chức cá nhân cố tình vi phạm. Lợi nhuận từ việc trông giữ xe trái phép là rất lớn. Chính vì thế các bãi xe tạm, không giấy phép vẫn tồn tại. Tuy nhiên, chính vì hoạt động trái phép nên việc đầu tư tạm bợ, thiếu chuyên nghiệp có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy.